Thì chủ đề của ngày hôm nay là các loại vi tính và cổng hưởng từ ứng dụng trong cái thần kinh sọ não. Thì khi mà ban tổ chức đặt vấn đề mời tôi báo cáo cái bài này thì cũng cá nhân cũng rất là lo, thì đây là một chủ đề rất là rộng về ứng dụng của các loại vi tính và cổng hưởng từ trong não bộ. Thì chúng ta thấy có rất là nhiều, riêng về cái đột quỵ, cái stroke là đã một cái mảng riêng rất là lớn. Rồi các bệnh lý của u não, rồi các bệnh lý chuyển hóa, rồi các bệnh lý viêm nhiễm, vân vân. Thì trong kỳ giới hạn của buổi trình bày ngày hôm nay thì tôi xin khu trụ lại một cái chủ đề thôi, đấy là ứng dụng trong thần kinh sọ não, tập trung chủ yếu là cái phần các cái u não. Thì cái bài trình bày ngày hôm nay cũng không đi sâu vào cái việc chẩn đoán cũng như là chẩn đoán phân biệt các cái u não, mà mục đích chính là giới thiệu qua những cái bước phát triển chính của cái ngành chẩn đoán nặng thần kinh với ba cái kỹ thuật X-quang, các loại vi tính và cổng hưởng từ. Tất nhiên cái X-quang sọ não thì cái vai trò nó ngày nay nó không còn nhiều nữa, nhưng cũng rất là cần chúng ta nhắc qua những cái bước phát triển của cái ngành chẩn đoán nặng thần kinh trong cái giai đoạn đầu tiên. Thì nội dung trình bày thì bao gồm các phần giới thiệu, rồi điểm qua các cái bước phát triển của X-quang, các loại vi tính cổng hưởng từ, trong đó nhấn mạnh những cái công trình nghiên cứu mà quan trọng, nó đặt cái nền tảng cho cái kiến thức của chúng ta về cái ngành chẩn đoán nặng thần kinh. Thì như các anh chị và các bạn đồng nghiệp đã biết thì cái ngành chẩn đoán nặng đã được hình thành đến nay là năm 1131 năm. Thì từ lúc ông Röntgen phát hiện ra cái tia X, đây là ông Röntgen, nhà bác học, nhà khoa học, thì họ trong cái quá trình tiến hành cái thí nghiệm ở trong cái phòng tối của ông ấy, ông tình cờ phát hiện ra tia X là vào năm 1890. Đây là hình ảnh X-quang đầu tiên của chúng ta, hình ảnh X-quang cái bàn tay của vợ ông, đã còn thấy cả cái nhẫn của vợ ông này. Thì như vậy là trải qua 131 năm thì cái sự phát triển của ngành chẩn đoán nặng nó đã giúp chúng ta hiểu được rất nhiều về cái cơ thể chúng ta, những cái mà trước đây chúng ta không biết được khi mà chưa có cái sự chưa có cái ngành X-quang, cũng như sau này là các loại vi tính cổng hưởng từ, thì chúng ta không có những cái chúng ta không biết được. Bây giờ với sự phát triển của chẩn đoán nặng giúp chúng ta được hiểu được rất là nhiều, đầu tiên là về các cái cấu trúc não bộ, và sau này là về các cái chức năng. Sau này, trong cái phần sau của bài báo cáo tôi sẽ trình bày thêm về các cái phát triển của ngành chẩn đoán nặng trong đánh giá về chức năng của não bộ cũng như các quá trình sinh lý như là về tưới máu, về chuyển hóa trong cái spectroscopy, vân vân. Thì nhắc đến chẩn đoán nặng thì trước mắt chúng ta phải nói đến cái X-quang. Thì từ những năm đầu tiên sau khi phát minh ra cái TX, phát hiện ra được cái TX, thì X-quang đã được ứng dụng trong chẩn đoán các bệnh lý của não. Cụ thể là Harvey Kersey từ năm 1900 đã công bố các cái công trình nghiên cứu cho thấy X-quang có giá trị trong chẩn đoán các cái u ở tuyến yên, còn các cái u nào trong nhu nào thì nó có giá trị. Ngày nay chúng ta biết rồi. Thì cái u tuyến yên chúng ta phát hiện được là nhờ vào cái sự thay đổi của cái hình thái tuyến yên, rồng tuyến yên, rồi bào mòn lưng yên, vân vân, những cái mà trên X-quang chúng ta có thể thấy. Từ năm 1900 thì người ta cũng đã bắt đầu sử dụng X-quang để khảo sát các cái khối u não một cách thường quy, bắt đầu ở Đức, sau đó là lan đến các cái nước khác. Từ những cái năm đầu của thế kỷ 20 thì chúng ta đã biết được rằng một số cái u não thì nó có vôi hóa, và cái vôi hóa đấy chúng ta có thể phát hiện được trên X-quang. Cụ thể như oligodendroglioma, cái u tế bào ít nhánh, thì ngày nay chúng ta đọc CT thì chúng ta thấy cái u tế bào ít nhánh nên nó vôi hóa rất là đặc trưng, vôi hóa dạng màng rất lớn. Thì đối với chúng ta bây giờ thì nó rất là đơn giản, nhưng mà từ những năm, các bạn thấy từ những năm đầu tiên của thế kỷ 20 người ta đã biết được những cái điều này. Hoặc là u màng não, hoặc là u của đám rối mạch mạc, chúng ta cũng thấy nó có các cái vôi hóa, và những cái vôi hóa này có thể được phát hiện trên X-quang. Tương tự như thế, những cái u của dây thần kinh số 8, u thần kinh thị,
có thể được phát hiện trên X-quang dựa vào sự thay đổi của các cái ống hoặc các cái lỗ mà các cấu trúc này đi qua. Ví dụ như chúng ta có các cái kỹ thuật hồi xưa chúng ta chụp để phát hiện ra cái ống tai trong nó có rộng hay không, hoặc là cái thần kinh thị, cái khe thần kinh thị nó có bị thay đổi hay không, hoặc là chúng ta đánh giá cái sự dịch chuyển của cái tuyến tung, mà cái phân phối hóa tuyến tung đó, chúng ta có thể thấy được trên X-quang để giúp chẩn đoán u não. Thì đây là những cái nghiên cứu đầu tiên trong cái giai đoạn mà cái ngành chẩn đoán não nó mới được hình thành. Nhưng các anh chị thấy cái kiến thức mà những cái nhà khoa học tiên phong này họ đặt trên nền tảng cho cái ngành chẩn đoán não thần kinh chúng ta nó rất là quan trọng. Thì thời xưa thì chúng ta cũng chụp X-quang để đo cái kích thước tuyến yên, trong đánh giá cái u tuyến yên chúng ta biết cái macro adenoma của tuyến yên thì nó làm thay đổi cái kích thước của tuyến yên, nó có thể bao mòn cái lưng yên và chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá được cái X-quang. Tất nhiên ngày nay thì chúng ta không làm những cái kỹ thuật này nữa, chúng ta chuyển qua CT hoặc các loại vi tính. Một số cái kỹ thuật khác cũng đã được tiến hành trong cái giai đoạn đầu tiên của ngành chẩn đoán não, đấy là các kỹ thuật chụp não thất hoặc là chụp sọ não có bơm hơi. Nên những kỹ thuật bây giờ theo như chúng ta không làm nữa, nhưng mà những cái nhà khoa học tiên phong trong cái giai đoạn đầu tiên của ngành đã thực hiện được kỹ thuật này và đặt cái nền tảng cho những kỹ thuật sau này của chúng ta. Angiography ứng dụng trong thần kinh sọ não đã được tiến hành từ những năm 1940 với cái công bố đầu tiên trên tạp chí Radiology về cái khảo sát vị trí của u não dựa vào sự dịch chuyển số đẩy của các mạch máu trên cái trục mạch sọ não. Và người ta cũng nhận ra là các cái loại u não khác nhau thì nó có các cái hình thái tưới máu khác nhau. Đây là những cái nghiên cứu của List và Hawks từ năm 1946 cũng vậy. Về X-quang thì đấy là một số cái điểm chính. Rất nhanh sau đó thì chúng ta có cái cắt lớp vi tính. Thì cắt lớp vi tính nó được trải qua rất là nhiều kỳ giai đoạn phát triển khác nhau. Người ta phân ra các cái thế hệ máy như thế này. Thì năm 1979 thì Sir Housefield và Alan McCormack được nhận giải Nobel về y học cho cái sự phát triển của cái máy cắt lớp vi tính này. Thì nói một cách ngắn gọn với các cái thế hệ máy cắt lớp vi tính, các cái bà nông nghiệp cũng đã biết rồi. Thì nó trải qua rất nhiều thế hệ. Trong cái giai đoạn đầu tiên thì chúng ta thấy nó có một cái đầu dò như thế này, một cái bóng phát X, nó dịch chuyển từng bước như thế này. Sau đấy dịch chuyển, sau đấy nó xoay một độ, nó dịch chuyển tiếp thằng xoay như vậy. Thì qua thế hệ thứ hai thì chúng ta lại có một cái dải detector và cái bóng nó phát ra cái chùm tia như thế này, giai đoạn thứ hai. Cái thế hệ thứ ba thì chúng ta có cái bóng nó xoay, bóng và detector cùng xoay, thế hệ thứ ba của các loại vi tính. Cái thế hệ thứ tư thì nó tồn tại một thời gian ngắn, bây giờ thì nó không phổ biến nữa. Đấy là cái bóng thì nó xoay, bóng phát tia nó xoay ở trong, và chúng ta có một cái dải detector bao vòng tròn 360 độ này. Cái detector này cố định, còn cái bóng thì nó xoay tròn. Thì cái thiết kế này nó không khả thi và nó về mặt kỹ thuật thì nó có nhiều vấn đề. Cái thứ nhất là do cái thiết kế mà bóng mà nó bao trong 360 độ như thế này thì nó rất là tốn kém trong cái thiết kế cũng như trong sản xuất và bảo hành. Cái thế hệ máy này nó ít phổ biến. Qua thế hệ thứ năm thì nó cũng ít phổ biến, chủ yếu sử dụng trong tim mạch, là chúng ta có cái electron gun này, nó bắn ra một cái chùm electron, rồi chùm electron này nó chiếu vào cái target ring này, nó tạo ra cái chùm TX. Cái chùm TX nó đi xuyên qua cơ thể bệnh nhân thế này, rồi cái detector phía trên này. Thì cái này chủ yếu dùng trong tim mạch nhưng nó cũng phổ biến lắm. Thế hệ thứ 6 ở đây là cái helicosity. Và cái thế hệ thứ 7, một số tác giả đi liệt kê đến cái thế hệ thứ 7, đấy là cái những cái máy cắt lớp vi tính cái thế hệ hiện nay, đấy là dùng cái con beam X-ray với cái đa dạy đầu thu này. Thì đây là một cái timeline của sự phát triển của các lớp vi tính. Anh chị có thể thấy từ cái giai đoạn đầu tiên từ năm 1971 chúng ta có cái các lớp vi tính của sọ não,
Rồi năm 1974 tôi bắt đầu phát triển cái các loại vi tính toàn thân. Năm 1975 thì giới thiệu cái thế hệ thứ ba. Rồi một cái loạt các cái phát triển qua kỳ năm 1990 thì chúng ta có cái các loại vi tính Helico. Rất nhiều cái phát triển. Thì tài liệu của công ty Ray Healthcare, các anh chị nào quan tâm có thể tìm hiểu thêm về cái này. Thì trong cái giai đoạn đầu của các loại vi tính thì chúng ta thấy cái hình ảnh về phân giải nó rất là thấp. Cái công bố đầu tiên về các loại vi tính ứng dụng trong u não ở trên Radiology là năm 1974. Cái hình bên phải này anh chị thấy đây là một hình có độ phân giải khá thấp, matrix 80 x 80 về độ dày của lạc cắt là 13 mm. Thuật cảm quang sử dụng trong các loại vi tính để chẩn đoán u não được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1975, và từ những cái năm này chúng ta đã ghi nhận được là phần lớn các khối u não nó bắt thuộc cảm quang. Thì cái này bây giờ thì chúng ta biết rất là rõ rồi đúng không? Thì phần lớn các cái u não nó có phá vỡ cái hàng rào màu não thì nó sẽ bắt thuốc, và khi chúng ta tiêm thuốc vào chúng ta thấy nó thuốc lên, nó ngấm thuốc càng quang mạnh. Cái này trên các loại vi tính hay trên cổng thông tư nó như thế, nhưng mà cái nền tảng đầu tiên của những kiến thức này nó được đặt ra từ những cái năm 1975. Từ năm 1978 người ta cũng nhận thấy rằng là cái mức độ ngấm thuốc thì nó liên quan đến cái độ ác tính u não. Và người ta nhận thấy là hầu hết các cái u mà độ cao như glioma độ 3 hoặc độ 4 thì nó ngấm thuốc khá là mạnh so với những cái u độ 1 hoặc độ 2. Thì sự phát triển của các loại vi tính đã chấm dứt cái thời kỳ của X-quang ứng dụng trong sọ não. Thì bây giờ chúng ta thấy hầu như bây giờ thì người ta không chỉ đến X-quang nữa, thì do cái sự phát triển của các loại vi tính và sau này là cộng hưởng từ. Thì các loại vi tính được chứng minh là có độ chính xác cao trong chẩn đoán u não. Các loại vi tính cũng ưu thế hơn các cái kỹ thuật khác trong khảo sát khí quản não và u mang não. Thì từ những năm 1980 thì sự phát triển của các loại vi tính đã chấm dứt cái thời kỳ của X-quang. Vậy thì các loại vi tính đến ngày nay chúng ta thấy nó phát triển qua nhiều cái thế hệ, và cái hình ảnh cũng như cái phân giải về không gian và thời gian nó cũng đã được cải thiện rất là nhiều. Vậy thì các loại vi tính nó có vai trò gì trong cái chẩn đoán u não? Thì phải khẳng định rằng thì trong u não thì cộng hưởng từ vẫn là kỹ thuật được lựa chọn hàng đầu nhờ vào cái ưu thế trong cái đánh giá cái nhu mô. Tuy nhiên thì các loại vi tính vẫn có nhiều giá trị và có thể cung cấp những cái thông tin bổ ích. Ví dụ như vôi hóa thì chúng ta biết rằng một số u thì nó có các cái vôi hóa đặc trưng. Ví như u tế bào ít nhánh thì nó vôi hóa dạng mạng, nó thường là một khối lớn nó nằm ở ngoài vi vân vân. Thì những cái đấy chúng ta có thể thấy được rất rõ trên các loại vi tính. Hoặc là xuất huyết cấp thì nó sẽ tăng tỷ trọng đến các loại vi tính và chúng ta sẽ chẩn đoán hoặc là loại trừ rất dễ dàng nhờ vào các loại vi tính. Chúng ta có thể đánh giá được tỷ trọng khối u, đây là một cái thông tin rất quan trọng trong chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt. Thì chúng ta biết rằng một số u nó có tỷ trọng cao do nó có mật độ tế bào cao. Vậy thì u nào thì nó có mật độ tế bào cao? Thì điển hình là cái lymphoma thì nó có mật độ tế bào cao nên chúng ta thấy trên các loại vi tính không tiêm thuốc thì nó đã có cái tỷ trọng cao hơn cái nhu mô não. Là một cái u cũng tương tự như thế, đấy là u medulloblastoma, u nguyên bao tụy, nó cũng có tỷ trọng cao trên các loại vi tính. Các loại vi tính cũng có ưu thế trong đánh giá các cái tổn thương xương, cái này thì chắc chắn rồi. Tuy nhiên các loại vi tính nó cũng có một số cái nhược điểm. Thứ nhất là các loại vi tính thì nó khảo sát cái mô mềm kém hơn. Mặc dù các loại vi tính được chứng minh là nó cũng có độ nhạy rất cao và độ chính xác rất cao trong chẩn đoán di căn não, tuy nhiên cộng hưởng từ thì nó vẫn ưu thế hơn. Và nghiên cứu cho thấy rằng nếu như các loại vi tính phát hiện được một cái tổn thương di căn đơn độc thì nếu chúng ta chụp thêm cộng hưởng từ thì khoảng 20% trường hợp là chúng ta có thể phát hiện thêm các cái tổn thương nhỏ mà không thấy trên các loại vi tính. Vậy thì các loại vi tính nó thường bỏ sót những cái tổn thương nào? Thứ nhất là những cái tổn thương nó nhỏ, thường là nhỏ dưới 2 mm thì khó phát hiện để các loại vi tính. Thứ hai là cái vị trí của tổn thương nó nằm ở dưới vỏ não.
và những cái tổn thương nhỏ ở dưới vỏ não như vậy thì thường là nó sẽ không có phù nề xung quanh và rất khó phát hiện. Ngay cả trên cộng hưởng từ, nếu chúng ta chụp cộng hưởng từ không tiêm thuốc về các cái súng thường quy T1, T2, flare, chúng ta có thể bỏ sót. Bởi vậy khuyến cáo là nếu như tìm di căn nào thì luôn luôn chụp cộng hưởng từ có tiêm thuộc đổi quang từ. Cái này là cái nguyên tắc để không phạm, không bỏ sót các cái tổn thương nhỏ. Các loại vi tính nó có một cái hạn chế, để là có cái xào ảnh làm kính trung tia gây hạn chế cái hố sâu, và tất nhiên là cái nhược điểm của nó là nhiệt xạ. Đây là một số cái ví dụ. Thì đối với cái u nào chẳng hạn, giống như là cái trường hợp này oligodendroglioma, thì nó có cái vôi hóa rất lớn và rất là đặc trưng, thì cái này có thể phát hiện dễ dàng trên các loại vi tính. Hoặc lymphom, như hồi tôi có đề cập, thì cái u lymphom là nó có mật độ tế bào rất cao và do đó nó có cái tỷ trọng cao hơn những nhu mô não bình thường. Chúng ta thấy đây là cái các loại vi tính không thuộc, thì chúng ta thấy cái phần tổn thương này nó có tỷ trọng cao hơn những nhu mô não xung quanh. Tiêm thuộc vào thì thường gliom nó sẽ ngấm thuộc mạnh và đông nhất. Trong trường hợp mà bệnh nhân có suy giảm miễn dịch thì có thể cái tổn thương glioma của lymphoma nó không ngấm thuộc đông nhất, mà có thể nó ngấm thuộc dạng viền. Trường hợp đặc biệt thì chúng ta biết lymphoma hay gặp trong các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, bệnh HIV/AIDS. Khi các anh chị thấy một bệnh nhân có nhiễm HIV/AIDS và chụp, thì các anh chị thấy một tổn thương nó tăng tỷ trọng, nó ngấm thuộc mạnh quanh cái não thất dạng màng như thế này, phải nghĩ đến cái lymphoma. Tất nhiên chúng ta phải chẩn đoán phân biệt về nhiều cái. Nếu như cái tổn thương mà nó thuộc nhân viên như thế này thì phải chẩn đoán phân biệt về cái toxoplasmosis, cũng là một cái tổn, một cái nhiễm trùng cơ hội hay gặp ở bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch. Hoặc medulloblastoma. Medulloblastoma u nguyên bào tủy, cũng là một cái u mà có mật độ tế bào rất là cao, do đó nó tăng cái tỷ trọng trên cái các loại vi tính, tăng tỷ trọng hơn so với nhu nào bình thường. Cảm nhận thấy cái tổn thương nó nằm ở cái vùng hổ sau này nè. Thì u nguyên bào tủy nó thường xuất phát từ cái thuy nhồng của tiểu não, nó đẩy cái não thất bổn ra trước, nó có thể ở đường giữa hoặc là ở cạnh đường giữa. Một cái bước phát triển nữa của các loại vi tính mà chúng ta phải nhắc đến là cái CT perfusion, các loại vi tính tưới máu. Thì cái nguyên lý của nó chắc các anh chị cũng đã biết hết rồi. Chúng ta sẽ tiêm một cái bolus thuộc cảm quang vào, chúng ta chụp, chúng ta đo cái sự thay đổi của cái tỷ trọng của nhu mô, sau đó chúng ta tính ra được cái đường cong ngấm thuốc, rồi chúng ta sẽ tính ra được các cái thông số, giống như là thể tích tưới máu, hoặc là tốc độ tưới máu, hoặc là MTT thời gian vận chuyển trung bình, vân vân, rất nhiều cái. Và nhiều nghiên cứu đã cho thấy cái CT perfusion nó có thể giúp cho chúng ta phân độ các cái tổn thương. Thì một cái nguyên tắc chung là những cái u mà độ ạt tính cao thì nó sẽ tăng tưới máu. Ví dụ đây thì một cái u grade 2 là độ thấp, astrocytoma grade 2, thì đây hình ảnh các lớp cộng hình T1 thì không ngậm thuốc, T2 thì nó tăng tỉnh nhiệt. Thì trong glioma chúng thấy cái tổn thương mà nó không ngậm thuốc như thế này thì thường là grade 2, bắt đầu grade. Nếu như có ngấm thuộc mạnh và có hoại tử thì đấy là độ cao, thường là grade 4. Để chụp các loại vi tính tưới máu thì chúng ta thấy không có tăng tưới máu các cái vùng này. Chúng ta thấy thể tích tưới máu tốc dòng gọi là blood flow nó cũng không tăng, MTT nó cũng tăng như vậy. Trên hình ảnh như thế chúng ta yên tâm là vậy, khả năng cái tổn thương này là grade thấp, nó không tăng tưới máu. Ngược lại, ở đây một người bệnh nhân glioblastoma, nghĩa là u tế bào đệm độ 4, thì chúng ta thấy trên cộng từ T1 có tiêm thuốc, chúng ta thấy nó ngấm thuốc rất là mạnh, có hoại tử trung tâm. Thì ngấm thuốc và hoại tử trung tâm là một trong cả là những cái dấu hiệu người ác tính. Ở đây có thêm một cái dấu hiệu nữa là nó bắt đầu nó xâm lấn thể chai. Thì thường glioblastoma nó sẽ xâm lấn thể chai và nó phát triển qua bên đối diện, tạo thành hình tổn thương, hình cảnh bướm. Đấy là những cái dấu hiệu gợi ý ác tính. Thì tương tự như thế, khi chúng ta chụp các loại vi tính
tưới máu thì chúng ta thấy nó có tăng tưới máu ở đây. Thì chúng ta tăng cả blood flow, tăng cả blood volume, chứng tỏ đây là một cái u mà nó có tăng sinh mạch, và tương ứng như thế là cái u có độ ác tính cao, cụ thể ở đây là RAP4. Thì nhiều nghiên cứu đã cho thấy là cái tình trạng tưới máu của u nó liên quan mật thiết với cái phân độ tiến giáp của bệnh học. Các loại vi tính tưới máu nó có thể phân biệt được u ác tính hay u có cái độ cao, RAP cao với những u RAP thấp, dựa vào cái phân biệt cái sự khác biệt về cái tưới máu của blood volume hoặc là blood flow. Các loại vi tính tưới máu có thể giúp chúng ta phân biệt giữa một cái tổn thương nó tiến triển với những cái biến đổi sau điều trị, ví dụ như u nào mà sau xạ trị chẳng hạn. Nhiều khi chụp lên các anh chị thấy nó ngấm thuốc rất mạnh, nó hoại tử, và chúng ta phân vân không biết đấy là nó u nó tiến triển hay là nó hoại tử sau xạ trị. Chúng ta có thể chụp các loại vi tính tưới máu, thì một cái u tiến triển thì nó sẽ có tăng cái tưới máu, tăng trên BF hoặc là BV blood volume. Còn một cái hoại tử sau xạ trị chẳng hạn thì nó sẽ không có tăng cái tưới máu. Những cái thông tin này chúng ta có thể cùng có thể có được nhờ vào cộng hưởng từ. Thì trong cái phần cộng hưởng từ của 6 bài này tôi cũng nói, cũng sẽ nhắc đến cái này. Thì trong cộng hưởng từ nó có nhiều cái thông tin, nhiều cái kỹ thuật để chúng ta phân biệt được giữa một cái tiến triển của u và một cái biến đổi sau khi xạ trị hoặc sau điều trị. Nhắc đến các loại vi tính, nhắc đến những cái sự phát triển của các loại vi tính thì không thể không nhắc đến cái các loại vi tính hai mức năng lượng, cái chúng ta gọi là CT4 đấy. Thì cái nguyên lý của CT4 thì nó rất là nguyên lý mà dùng của nó thì nó rất là nhiều và chắc là sẽ trình bày trong một cái chuyên đề khác. Còn trong cái báo cáo này thì xin điểm qua thôi. Thì các loại vi tính hai mức năng lượng này nó phân biệt được các cái chất dựa vào cái sự khác biệt về cái đường cong đồng độ khi mà chúng ta thay đổi cái kiloét trong vôn. Thì cái iốt thì nó có một cái đường cong rất là đặc trưng, nó khác biệt so với các cái cấu trúc khác trong như trong não hoặc trong cơ thể, ví dụ xương hoặc mô mềm, thì mỗi cái cấu trúc như vậy nó có một cái đường cong thay đổi đồng độ. Thì trong CT4 khi chúng ta chụp ở nhiều cái mức năng lượng khác nhau thì sau đấy chúng ta sẽ vẽ được cái đường cong đầm đồ của từng cái chất, và máy nó sẽ phân biệt được đâu là cái chất gì. Thì các loại vi tính hai mức năng lượng nó được ứng dụng rất là nhiều trong cái lâm sàng hiện nay. Cái ứng dụng thứ nhất có thể đấy là cái hình ảnh đơn sắc, hình ảnh đơn năng lượng mà giúp chúng ta cái này là ứng dụng rất nhiều, ví dụ như là giúp chúng ta phát hiện được các cái tổn thương ngầm thuộc nhỏ chẳng hạn, hoặc là giảm cái xào ảnh do cái hiệu ứng lâm cứng dung tia, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái chức năng phân tách vật chất. Sau này chúng tôi có một số cái ví dụ, ví dụ như phân biệt được đâu là iốt, đâu là xuất huyết, hoặc là phân biệt được đâu là bình gút và đâu là xương, đúng không? Và cái ứng dụng cũng rất là quan trọng để hình ảnh không thuộc ảo. Ví dụ chúng ta chụp, chúng ta có thể bỏ luôn cái thi không thuộc, chúng ta chụp tiêm thuộc luôn, sau đấy chúng ta tái tạo lại, chúng ta có cái hình ảnh không thuộc ảo. Như vậy chúng ta sẽ giảm được cái liều nhiễm xạ cho bệnh nhân. Ví dụ cái hình ảnh đơn sắc thì chúng ta có thể chọn cái hình ảnh đơn sắc 70 kV, thì chúng ta sẽ có cái độ phân giải nó tốt hơn nhiều so với cái hình ảnh đa sắc, cái hình ảnh đa năng lượng như cái hình các loại vi tính bình thường. Đây là một ví dụ, hình A là cái hình chụp cái mức năng lượng 45 kV, và hình B là cái hình tái tạo mức 70 kV. Thì chúng ta thấy cái ở cái mức năng lượng thấp chúng ta thể phát hiện được các cái tổn thương nhỏ ngầm thuộc tốt hơn so với cái mức năng lượng là 70 kV. Chúng ta thấy ở đây cái tổn thương ngầm thuộc rất nhỏ ở gan, ở cái thùy trại của gan, và chúng ta thấy rõ hơn rất nhiều ở cái mức 45 kV. Hoặc là sử dụng cái dữ liệu của hai mức năng lượng để chúng ta xóa bỏ cái hiệu ứng xạo ảnh do cái kim loại. Thế nên chúng ta thấy cái hình ảnh trước xử lý, hình ảnh sau xử lý, chúng ta thấy hình ảnh được cải thiện rất là nhiều.
hoặc là hình ảnh tính tắc cực chất. Cái này xin phép đi nhanh, đây là cái ví dụ cụ thể. Những sau bệnh nhân mà sau cái can thiệp mạch á, như khi chúng ta chụp kiểm tra và chúng ta thấy có một cái vùng nó tăng cái tỷ trọng là hồ sau như thế này, và cái câu hỏi đặt ra đấy là xuất huyết hay là thuộc ion, thì với cái hình ảnh các loại vết thương bình thường chúng ta không trả lời được, nhưng mà với cái hình ảnh phân tách vật chất này chúng ta có thể phân biệt được, chúng ta có thể chọn blood iodine hay là ion blood. Thì đây là trên cái hình ảnh blood iodine chúng ta thấy đây là nó máu chứ không phải là iốt, như vậy đây là cái xuất huyết sau cái can thiệp. Một cái ví dụ nữa của cái các loại vi tính 20 năng lượng để là cái hình ảnh không thuộc ảo, thì khi các anh chị chụp các loại vi tính niêu đồ tĩnh mạch, các loại vi tính CT urography, thì các anh chị phải chụp nhiều thì đúng không, thì trước tiêm thuốc thì động mạch thì tĩnh mạch thì bài tiết vân 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 như thế. Thì với cái các loại vi tính 20 năng lượng này chúng ta có thể bỏ cái thì không thuộc, chúng ta chụp thì tiêm thuộc luôn, và sau đấy chúng ta tái tạo xử lý xóa cái thông tin iốt đi, và sau đấy chúng ta còn lại cái hình gọi là hình không thuộc ảo, như vậy chúng ta giảm được cái liều nhiễm xạ cho bệnh nhân. Đây là các loại vi tính, thì các loại vi tính nó có rất nhiều ứng dụng, từ các loại vi tính thường quy cho đến CT perfusion cho đến các loại vi tính 20 năng lượng. Bây giờ chúng ta vào một cái bước phát triển tiếp theo cũng rất là quan trọng, và nó đánh dấu thì sự phát triển trong cái hiểu biết của chúng ta về cái não bộ, thì đấy là cái cộng hưởng từ. Thì đây là cái timeline của sự phát triển của cộng hưởng từ, thì từ những năm 1920 thì với những cái nghiên cứu trong cái lĩnh vực vật lý, người ta phát hiện ra các cái angular momentum, các cái moment góc của các cái proton, rồi các cái nghiên cứu của Purcell hoặc của Bloch về các cái y học thì vật lý hạt nhân, nó đặt nền tảng cho cái sự phát triển của cái cộng hưởng từ sau này. Rồi đến những năm 1980, lúc đấy thì cộng hưởng từ nó bắt đầu hình thành và nó phát triển cho đến cái ngày hôm nay. Thì đến hôm nay chúng ta đã bắt đầu có các cái máy cộng từ 11 Tesla, hoặc là chúng ta có các cái hệ thống hybrid PET MRI hoặc là MRI Linux vân vân. Thì từ cái thời kỳ đầu của cộng hưởng từ thì có một số nhà khoa học mà đặt cái nền tảng cho cái sự phát triển này, thì đầu tiên phải nhắc đến là Damadian. Thì Damadian công bố cái công trình đầu tiên vào năm 1971, và ông đã chứng minh được rằng các cái tổn thương của u não, các cái tổn thương ung thư là có thời gian thư giãn T1, T2 khác với cái thời gian thư giãn của cái mô não. Đến năm 1973 thì Sir Lauterbur công bố cái hình ảnh cộng từ 2D đầu tiên. Đây là hình ảnh của công bố đầu tiên của Sir Lauterbur trên Nature, một cái công trình rất là nổi tiếng, các anh chị thấy, năm 1973. Năm 1977 thì Peter Mansfield giới thiệu cái kỹ thuật ghi hình nhanh multiplanar. Nhờ vào cái công trình nghiên cứu của Peter Mansfield này mà chúng ta có cái cộng từ ngày hôm nay, là cái thời gian ghi hình, thời gian thu nhận tín hiệu nó được cải thiện một cách rất là hiệu quả. Thì Sir Lauterbur và Peter Mansfield được trao giải Nobel vật lý và sinh học và y học vào năm 2003 nhờ vào cái công trình nghiên cứu của họ về cái cộng từ. Đây là Raymond Damian và cái máy cộng từ đầu tiên của Raymond Damadian vào năm 1977. Thì đây là cái hình ảnh cộng từ đầu tiên của cơ thể người được chụp vào năm vào ngày mùng 3 tháng 7 năm 1977. Thì đây là Larry Minkoff, học trò của Damadian. Từ khi được hình thành thì cộng từ được ứng dụng rất là nhiều trong cái nghiên cứu các khối u não. Thì từ những năm 1984 là thời kỳ đầu tiên, thời kỳ đầu của cộng từ, đã có các nghiên cứu cho thấy
là lipoma thì nó có thời gian T1 thư duỗi dọc ngắn, còn astrocytoma thì có thời gian thư duỗi T1 dài. Thì cái này là cái mà chúng ta biết rất rõ, là vì lipoma thì nó chứa mỡ, thì chứa mỡ thì nó có thời gian thư duỗi dọc ngắn tất nhiên rồi. Nhưng mà đây là những cái công trình nghiên cứu từ năm 1984 cả như thế, từ những cái thời kỳ đầu tiên chúng ta đã nhận biết được cái điều này. Nghiên cứu đầu tiên so sánh về các lợi tinh và cộng hưởng từ trong chẩn đoán u não được tiến hành vào năm 1984. Thì cộng hưởng từ mặc dù là được đánh giá là có ưu thế trong đánh giá các cái tổn thương não, tuy nhiên cộng hưởng từ nó không phát hiện được các cái u có kích thước nhỏ và vôi hóa. Thì cái vôi hóa này là cái ưu thế của các lợi tinh. Đây là một trong những cái nền cộng từ của cái giai đoạn đầu của sự phát triển cộng từ. Đây là CT, đây là cộng từ với các cái thời gian khác nhau. Hình này là có cái TA là 2000, TI là 28. Hình C này thì có thời gian TAR là 2000 và TI là 56. Thì chúng ta thấy ngay cái thời kỳ đầu tiên của cộng từ, chúng ta thấy đối với các cái tổn thương u não thì chúng ta cũng thấy rõ ràng ở trên cộng hưởng từ hơn là trên các lợi tinh. Cái tổn thương trên các lợi tinh này chúng ta thấy không rõ, một cái vùng giảm tỷ trọng này thôi, nhưng mà trên cộng từ cái giai đoạn đầu này mình thấy được tổn thương khá là rõ. Cộng hưởng từ bắt đầu được ứng dụng trong đánh giá của u não ở trẻ em vào năm 1985. Gadolinium được ứng dụng trong chẩn đoán u não từ những năm 1985. Và từ năm 1987, thì thời kỳ đầu tiên của gadolinium, thì đã có các nghiên cứu chứng minh rằng gadolinium thì nó hữu ích trong phát hiện các cái di căn não, đặc biệt là các cái di căn nhỏ nhỏ hơn 10 mm, đặc biệt là các tổn thương không có phù xung quanh như hồi tôi có đề cập đây. Thì với các cái tổn thương nhỏ ở dưới vỏ não và không có phù xung quanh thì chúng ta rất dễ bỏ sót, và để phát hiện các tổn thương này thì chúng ta cần cái gadolinium tiêm thuốc. Vậy thì vai trò của cộng hưởng từ, gọi là cộng hưởng từ thương quý hay là cộng hưởng từ cấu trúc trong chẩn đoán u não nó như thế nào, thì dừng lại một chút để nói về cái khi mà chúng ta đứng trước một cái u não á, thì một người bác sĩ chẩn đoán nó cần làm gì. Thì các anh chị cần trả lời 5 câu hỏi. Thứ nhất, nó có cái khối u hay không, hay là có khối choãng chỗ ở trong não hay không. Khi mà đã xác định có khối choãng chỗ ở trong não rồi thì cái thứ hai các anh chị phải trả lời đấy là tổn thương đấy nó trong trục hay ngoài trục. Trong trục là những tổn thương ở trong nhu mô não, còn ngoài trục là những tổn thương ở ngoài nhu mô não, ví dụ như ở màng não, ở khoang ngoài màng cứng, khoang giữa màng cứng, vân vân, đấy là tổn thương ngoài trục. Cái thứ ba là tuổi của bệnh nhân. Bệnh nhân đấy là trẻ em 1-2 tuổi hay là trẻ vị thành niên hay là người lớn tuổi, vì chúng ta biết rằng cứ mỗi độ tuổi thì nó lại có một cái nhóm bệnh thường gặp khác nhau, nhóm u não thường gặp khác nhau. Cái thứ tư là vị trí đặc biệt của tổn thương. Tổn thương đấy nó nằm ở trên lều hay dưới lều. Lều ở đây là lều tiểu não. Tổn thương đấy có nằm ở góc cầu tiểu não không? Nó có trong não thất không? Nó có ở vùng hổ yên hoặc là trên yên không? Thì cứ mỗi cái vị trí đặc thù như thế này chúng ta lại có một cái list các cái chẩn đoán phân biệt khác nhau. Cái thứ năm là các anh chị phải để ý cho đến cái tiền sử gia đình và tiền sử của bản thân. Ví dụ bệnh nhân có tiền sử hay ăn gỏi cá không, rồi bệnh nhân có đi qua các cái vùng dịch tễ của sàn lợn sàn chó hay không, vân vân, rồi yếu tố nghề nghiệp, rồi các cái tiền sử khác, ví dụ bệnh nhân có các cái bệnh lý trước đây không, thì như có u phổi là chẩn đoán. Nếu như chụp cộng từ là chúng thấy vài cái đốm nó ngấm thuốc ở vùng dưới vỏ, bệnh nhân có ung thư phổi là được chẩn đoán đang điều trị, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái di căn não, ví dụ như thế. Thì 5 câu hỏi các anh chị phải đặt ra khi các anh chị đứng trước một cái tổn thương nghi ngờ u não. Thì với 5 câu hỏi này thì cộng hưởng từ nó giúp các anh chị trả lời được 3 câu. Thứ nhất, có khối choãng chỗ không, chụp cộng từ cấu trúc chúng ta chụp T1, T2, flare chúng ta biết được ngay có khối choãng chỗ hay không. Thứ nhất đó là khối choãng chỗ, thứ hai là trong trục hay ngoài trục,
Thì cụm từ mà trả lời các anh chị dễ dàng, nó có một số cái dấu hiệu. Và cái thứ ba đấy là vị trí của tổn thương. Thì còn hai cái còn lại thì các anh chị phải hỏi bệnh nhân. Thì cái tiếp theo, trong trục ngoài trục, thì trên hình ảnh cụm từ nó có một số dấu hiệu cho các anh chị phân biệt được. Thứ nhất là các anh chị để ý cho cái chất trắng. Thì bình thường chúng ta thấy ở ngoài là chất xám, với các chất trắng nó các cái bỏ u fiber ấy, nó đi vào như những cái ngón tay như thế này. Thì với một cái u ngoài trục nó sẽ đẩy xẹp các cái chất trắng này lại, đẩy xẹp với một phía, những các ngón tay nó bị đẩy xẹp với một phía vậy. Còn nếu như một cái u trong trục thì nó sẽ đẩy phân cái vỏ não lên. Thì trên hình ảnh cụm từ chiều sóng T1, chiều sóng T2 chúng ta có thể thấy được dấu hiệu này rất dễ dàng. Thì đây là một cái số cái điểm để giúp chúng ta phân biệt được đâu là một tổn thương trong trục, đâu là một tổn thương ngoài trục. Thì trong trục nó đầy phân chất trắng, ngoài trục thì nó chen nạp chất trắng. Trong trục thì nó sẽ gây phù nề và sẽ làm mất cái ranh giới giữa chất trắng và chất xám. Tổn thương ngoài trục thì thường là chỉ đè ép thôi, chúng ta vẫn thấy cái ranh giới rất rõ giữa chất trắng và chất xám. Tổn thương trong trục thì không có cái khe dịch nào tùy ở giữa cái tổn thương về nhu mô nào. Còn tổn thương ngoài trục thì nó có khe dịch nào tùy chén giữa khối u và nhu mô nào. Thì cái khe dịch nào tùy này là cái mà chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ở trên cộng hưởng từ. Thế là sơ đồ mô tả cái khe dịch nào tùy. Thì khi cả anh chị có một cái tổn thương ngoài trục như thế này thì nó sẽ đầy cái nhu mô nào và cái khoang dưới nhện vào. Và trên cộng hưởng từ từ xuống T2 hoặc T1 cũng sẽ thấy cái khe này dịch nào tùy rất rõ. Thì ở đây hình bên phải này là một cái u dây thần kinh số 8 rất là lớn. Thì hình thái của nó thì khá là điển hình rồi, nhưng mà ví dụ đây cả nhìn thấy nó có cái khe dịch nào tùy giữa cái tổn thương và cái nhu mô não khe này. Thì trên T1 thì nó giảm tín hiệu vì nó dịch nào tùy, trên T2 chúng ta sẽ thấy nó cái khe này nó tăng tín hiệu lên. Đây là cái dấu hiệu giúp chúng ta phân biệt được một tổn thương trong trục hay ngoài trục. Cộng hưởng từ cấu trúc hay cộng từ thường quy, nó có thể cung cấp chúng ta các cái thông tin về cấu trúc. Bắt đầu từ những năm 1980 thì có sự phát triển của cụm từ khuếch tán bởi cái công trình nghiên cứu đầu tiên của Le Bihan công bố vào năm 1986. Và rất nhanh sau đó cụm từ khuếch tán được ứng dụng trong chẩn đoán các cái tổn thương ở nào, và chúng ta đã biết được là các cái khối u khác nhau thì nó sẽ có các cái đặc điểm khuếch tán khác nhau. Ví dụ như u tế bào đệm độ 4 hoặc lymphoma thì nó sẽ có cái ADC thấp hơn cái u lành tính. Rồi lymphoma thì nó có ADC cao hơn các cái gliom. Và mật độ tế bào là cái yếu tố quan trọng ảnh hưởng cái độ khuếch tán của nước ở trong khối u. Thì như thế nào là khuếch tán bình thường và như thế nào là hạn chế khuếch tán? Thì trên cái video là cả như thấy, đây là ví dụ của một cái nhu mô não bình thường. Thì trong nhu mô não nó có các tế bào, rồi nó có các phân tử nước nó khuếch tán. Thì với một cái nhu mô não bình thường ấy, thì cái khoang ngoài bao nó khá là rộng rãi và các cái phân tử nước nó khuếch tán một cách tự do thoải mái. Và kết quả là trên cái chuỗi sống khuếch tán, khi chúng ta ứng dụng, chúng ta áp dụng một cái cặp cuồng chấn từ để làm lịch pha rồi tái pha trở lại, thì do cái hiện tượng khuếch tán nó xảy ra khá là mạnh nên các cái proton nó được tái pha không hiệu quả, nên kết quả là hình ảnh của sẽ bị mất tín hiệu và trên hình ảnh cộng từ là nó tín hiệu thấp. Còn trong trường hợp mà có hạn chế khuếch tán, như thế nào là hạn chế khuếch tán? Thì có nhiều nguyên nhân hạn chế khuếch tán. Thì một trong các nguyên nhân đấy là các cái tế bào nó phân to lên, nó bị phù, gọi là phù độc tế bào. Khi tế bào nó phù to lên thì nó sẽ làm giảm cái khoang ngoài bao. Khi nó giảm cái khoang ngoài bao thì nước sẽ không được khuếch tán một cách tự do thoải mái nữa. Chúng ta gọi là hạn chế khuếch tán. Thì hạn chế khuếch tán thì nó sẽ dẫn đến một cái hiện tượng là các proton nó được tái pha hiệu quả trong cái chuỗi sung cộng tử. Nó lật pha rồi nó tái pha một cách hiệu quả. Và khi nó được tái pha hiệu quả thì tín hiệu của nó sẽ cao. Thế ứng dụng của cộng tử khuếch tán ở trong cái u não rất là nhiều. Đây là một nghiên cứu của Google năm 2002
và ông nhận thấy rằng các cái u mà ác tính, có độ ác tính cao thì nó sẽ có cái hạn chế khuếch tán, nó sẽ tăng tín hiệu trên cái chuỗi xung khuếch tán. Thì cái cụm từ khuếch tán này nó được ứng dụng rất nhiều trong các cái bệnh lý thần kinh sọ não. Một cái ví dụ điển hình đấy là nó giúp chúng ta phân biệt được đâu là phù độc tế bào và đâu là phù vân mạc. Thì chúng ta biết rằng ở trong não nó có hai cái dạng phù. Cái dạng phù độc tế bào thường xảy ra trong trường hợp nhồi máu não. Khi có nhồi máu não thì tế bào nó sẽ bị thiếu oxy, nó sẽ bị rối loạn cái bơm natri và kali, và kết quả là sẽ tăng nước từ ngoài bào vào trong nội bào và tế bào nó sẽ trương phình lên. Nó trương phình lên thì nó gây hạn chế khuếch tán như cái hồi này, cái hình video hồi này ví dụ đấy. Còn phù vân mạc thì thường xảy ra trong các trường hợp bị như u nó chèn ép, nó gây rối loạn vân mạc xung quanh, nó gây phá rỡ cái hang rau máu não. Thì hai cái dạng phù này nó có cái hình ảnh đặc trưng khác nhau. Thì phù vân mạc thường gặp ở chất trắng là chủ yếu, còn phù độc tế bào thì gặp ở chất xám là chủ yếu. Vì vậy chúng ta thấy trong cái nhồi máu não cấp, chúng ta thấy bất thường tín hiệu ở chất xám. Vì sao lại chất xám? Bởi vì neuron thì nó rất nhạy về cái việc thiếu oxy não, nên khi mà stroke xảy ra thì cái neuron ở chất xám là nó sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên, và chúng ta thấy nó bất thường tín hiệu ở chất xám và sau đó sẽ đến cái chất trắng. Còn trong phù vân mạch thì chủ yếu là chúng ta thấy cái chất trắng là chủ yếu, còn chất xám vào nào nó không bị ảnh hưởng. Chính vì thế mà trong phù vân mạch thì trên các lỡ tình hoặc cộng từ chúng ta thấy một cái dấu hiệu rất điển hình, đấy là dấu hiệu ngón tay, đấy là nó tăng tín hiệu của các cái chất trắng vỏ não dưới vỏ, còn cái chất xám thì nó tín hiệu bình thường. Trên cộng từ khuếch tán thì nó sẽ có cái gì? Trong phù vân mạch thì nước nó vẫn ở khoang ngoài bao nên nó không hạn chế khuếch tán. Kết quả là khi chúng ta chụp cộng từ thì chúng ta thấy ADC nó giá trị nó bình thường. Còn phù độc tế bào thì nó phù chủ yếu là phù chất xám có kèm theo chất trắng, và nước thì nó từ khoang ngoài bao nó vào trong nội bao, và kết quả là nó có hạn chế khuếch tán, ADC nó giảm. Thì đây là một cái ví dụ minh họa. Chúng ta có hai bệnh nhân, đây là có một cái tổn thương ở cái cực thái dương bên trái. Chúng ta thấy có hiện trên chuỗi xung flare, chúng ta thấy có hình ảnh tăng tín hiệu của các cái chất trắng dưới vỏ. Dấu hiệu này chúng ta gọi là dấu hiệu ngón tay, finger sign. Chúng ta thấy cái chất xám vỏ não thì tín hiệu bình thường, nhưng chất trắng là tín hiệu nó cao lên. Thì nhìn vào đây chúng ta biết ngay đây là phù vân mạc. Khi chúng ta chụp cộng từ khuếch tán lên, chúng ta thấy nó không hạn chế khuếch tán. Ở hàng dưới chúng ta có một cái bệnh nhân khác. Ở đây chúng ta thấy có một vùng tăng tín hiệu chủ yếu là vỏ não ở cái thùy thái dương bên trái. Và khi chúng ta thấy nó phù mà nó ảnh hưởng đến vỏ não này thì khả năng này là phù độc tế bào. Và kết quả khi chúng ta chụp cộng từ khuếch tán, chúng ta thấy nó hạn chế khuếch tán rất là rõ, chứng tỏ đây là phù độc tế bào. Thì cái hàng dưới đây là bệnh nhân bị nhồi máu não cấp, hàng trên là bệnh nhân có cái u não. Thì đây là hai cái ví dụ điển hình của hai cái dạng phù não ở trong thường gặp ở trong thần kinh, phù độc tế bào hay gặp trong stroke, và phù vân mạc hay gặp trong cái u não hoặc là một khối u này che ngạt như đây. Thì cái này là cái ví dụ minh họa điển hình nhất cho cái ứng dụng của cái cộng hưởng từ khuếch tán ở trong cái thần kinh, phân biệt là phù độc tế bào và phù vân mạc. Một cái ví dụ kinh điển mà còn hay được các cái tác giả đưa ra để là sử dụng cộng từ khuếch tán trong phân biệt được cái nang mang nhện và nang thượng bì. Thì nang mang nhện nó chứa dịch tương tự dịch não tụy và nó không hạn chế khuếch tán. Còn nang thượng bì thì nó có các cái chứa dịch nó có mật độ protein cao, nồng độ protein cao nên nó hạn chế khuếch tán. Kết quả là ADC của cái não thượng bì sẽ giảm. Đây là một cái não mang nhện ở cái cực thái dương bên phải, cái này là chuỗi xung T1 tín hiệu giảm, chuỗi xung T2 tín hiệu tăng cao, trên flare xóa dịch, trên khuếch tán thì không hạn chế khuếch tán, tiêm thuốc vào thì không ngậm thuốc, là điển hình cho một cái não mang nhện.
Còn não thường bi thì như thế nào? Trên T2 nó cũng tăng tín hiệu rất là mạnh. Trên flare thì thường nó sẽ không xóa dịch một cách hoàn toàn, do dịch này nó có mật độ, có nồng độ protein cao. Trên cầu tư khuếch tán thì nó sẽ hạn chế khuếch tán rất là mạnh, do cái nồng độ protein cao nó gây hạn chế khuếch tán. Tiêm thuốc thì thường nó cũng không ngậm thuốc. Đây là cái ví dụ thứ hai cũng rất là điển hình vai trò của cái cộng từ khuếch tán trong chẩn đoán phân biệt các cái u não. Ứng dụng của nó thì còn nhiều nữa, ví dụ trong stroke cả như thầy đối với nhồi máu não cấp thì chúng ta thấy cộng từ khuếch tán là có thể phát hiện được cái nhồi máu não rất là sớm, khoảng 30 phút sau khi xảy ra cái đột quỵ. Còn nếu như cả anh chị dùng cộng từ thường quy, dùng T2 flare thì nó có thể âm tính giả trong vòng khoảng 6 giờ đầu tiên. Nhưng mà nếu diffusion thì nó có thể phát hiện được ngay trong vòng 30 phút sau khi khởi phát. Một cái bước phát triển tiếp theo của cộng hưởng từ khuếch tán, đấy là cộng hưởng từ khuếch tán bất đẳng hướng và cái tractography, nghĩa là cái tái tạo cái bỏ sợi chất đẳng, nghĩa là chụp bỏ sợi chất đẳng. Thì từ năm 1993 thì Mosley đã công bố các cái công trình nghiên cứu về cái cộng hưởng từ khuếch tán bất đẳng hướng trong cộng từ. Và năm 1991 thì Dweck giới thiệu về DTI và mã hóa màu về cái hướng đi của bỏ sợi chất đẳng. Thì như thế nào gọi là chuyển động bất đẳng hướng? Chuyển động khuếch tán của nước trong một cái nhu mô bình thường thì nó sẽ khuếch tán một cách thoải mái ở mọi hướng. Còn trong các cái cấu trúc mà nó có cái gọi là có các cái bỏ sợi chất đẳng hoặc là các cái bỏ cơ mà nó tạo ra cái mật độ rất là chặt á, thì nước nó sẽ không được khuếch tán một cách tự do thoải mái, mà nước nó sẽ có xu hướng khuếch tán dọc theo các cái bỏ sợi. Ví dụ đây là cái bỏ sợi thần kinh, thì cả như thấy nước ở trong này nó sẽ khuếch tán theo cái xu hướng là dọc theo các bỏ sợi này hơn là nó khuếch tán vuông góc với các bỏ sợi, do nó bị hạn chế bởi cái đường đi của các cái bỏ sợi này. Đây này thì gọi là khuếch tán bất đẳng hướng. Thì cái này cái gì này, đây cái khuếch tán bình thường nha. Cái này là hạn chế khuếch tán nhưng mà đẳng hướng, nghĩa là nó hạn chế ở mọi hướng. Còn bên này là hàng gọi là khuếch tán bất đẳng hướng, nghĩa là khi mà nó có các cái bỏ sợi, ví dụ bỏ sợi chất đẳng hoặc bỏ sợi cơ nó chạy song song như thế này, thì nước lúc đấy nó sẽ có cái xu hướng là nó khuếch tán dọc theo các cái bỏ sợi này. Và người ta gọi đây là gọi là khuếch tán bất đẳng hướng, nghĩa là nó khuếch tán theo một cái hướng trôi hơn là cả hướng khác. Thì người ta ứng dụng cái khuếch tán bất đẳng hướng này trong cộng hưởng từ để chúng ta đánh giá các cái bỏ sợi. Và một cái thông số quan trọng trong cái cộng từ khuếch tán bất đẳng hướng các anh chị đều biết là cái FA, gọi là cái hệ số khuếch tán bất đẳng hướng. Thì FA là gì? FA là một cái công thức được tính ra từ các cái hướng khuếch tán, ba cái hướng khuếch tán chính của nước ở trong một cái vị trí bất kỳ. Thì hình A này, cái cục A này là khi mà nước nó khuếch tán đẳng hướng, thì hình biểu diễn của nó là một hình cầu, mọi hướng đều giống nhau. Trong trường hợp khuếch tán bất đẳng hướng thì nó sẽ có một cái hướng khuếch tán trội hơn các cái hướng khác. Thì cái FA này nó sẽ có thông số thay đổi từ 0 đến tiềm cận 1. Khi FA bằng 0 nghĩa là nó khuếch tán tự do theo mọi hướng đồng đều nhau. Còn khi mà có các cái cấu trúc và nó làm cho khuếch tán không còn tự do nữa, nghĩa là theo một cái hướng trội hơn các hướng khác, chúng ta gọi là khuếch tán bất đẳng hướng, thì FA nó sẽ tiềm cận dần đến 1. Thì cái FA này được ứng dụng trong cộng từ rất nhiều. Ở những cái bỏ sợi chất đẳng mà còn nguyên vẹn thì chỉ sẽ có FA cao. Còn các cái bỏ sợi chất đẳng mà bị tổn thương, ví dụ bị u thâm nhiễm hay là trong cái đột quỵ vân vân, nó phá hủy cái tổn thương như thế nào, thì chúng ta thấy cái FA nó sẽ giảm. Thì cộng từ khuếch tán bất đẳng hướng được ứng dụng rất là nhiều. Một cái ví dụ điển hình đấy là để phân biệt các cái loại u của nhu mô nào, ví dụ u thần kinh đệm và di căn. Thì cái nghiên cứu của Lu năm 2004 cho chúng ta thấy cái này, thì với cái
phần phù nề xung quanh của một cái tổn thương ấy, thì nó giúp chúng ta phân biệt được đâu là một gliom, u thần kinh đệm, và đâu là một cái di căn. Dựa vào cái đặc điểm là gì, với cái u thần kinh đệm này thường nó sẽ có thâm nhiễm cái nhu mô xung quanh, và nó sẽ làm thay đổi cái độ phát tán của cái nhu mô nào xung quanh tổn thương. Cụ thể là với cái mật độ tế bào u cao nó thâm nhiễm xung quanh thì nó sẽ làm giảm cái phát tán, nghĩa là cái mean efficiency nó sẽ giảm, và cái FA nó cũng sẽ giảm do nó phá hủy các cái tổn thương, nên cái FA nó giảm, nó phá hủy các cái cấu trúc xung quanh. Còn trong một cái di căn nào thì nó vẫn có thể có phù nề xung quanh, những cái phù quanh của nhu mô nào, trong cái di căn nào là cái phù đơn thuần, phù vận mạch. Thì phù đơn thuần, phù vận mạch như thế thì nó sẽ tăng cái MD, tăng cái deficiency, cái mean deficiency, và cái FA nó cũng ít thay đổi hơn so với trong cái u thần kinh đệm. Rồi chúng ta có thể có cái mã hóa màu, đúng không? Trong các hình ảnh công tư lên, các anh chị chọn lựa cái gọi là color coding, thì nó mã hóa màu. Ví dụ như các cái bọ sợi nó chạy từ trên xuống dưới, nó sẽ màu tím như thế này. Các bọ sợi nó chạy từ trước ra sau thì nó sẽ màu xanh thế này. Còn cái bọ sợi nó chạy ngang thì nó màu vàng hoặc màu đỏ, nó tùy thuộc vào cái mã hóa màu các anh chị chọn. Và dựa trên cái hướng đi của các cái phân tử nước trong từng cái voxel này thì chúng ta có thể tái tạo ra cái đường đi của cái bọ sợi chất trắng. Thì có nhiều cái kỹ thuật để chúng ta tái tạo cái bọ sợi chất trắng. Ví dụ đây là một hình ảnh một cái tổn thương có một cái u nào ở cái bán cầu não bên trái này. Bây giờ chúng ta muốn đánh giá cái sự tương quan của cái u nào này với cái bọ sợi chất trắng quan trọng nằm kế cận, đấy là cái bọ vò nào tủy gai. Chúng ta biết rằng cái bọ vò nào tủy gai nó chạy từ cái hôi trực trung tâm đi xuống qua cái vùng vành tia, đi xuống cái cánh tay sau của bao trong, rồi đi xuống cầu não, rồi nó bắt chéo, rồi nó chi phối cho cái nửa phần thân cơ thể bên đối diện. Thì nếu như cái tổn thương thì bỏ vào nào tùy gái này nó sẽ gây liệt nửa người đối diện. Thì với các phẫu thuật viên thân kính, trước khi người ta mổ cái u não này, người ta muốn biết cái liên quan của cái u não với cái bỏ sợi chất trắng. Và làm sao để biết được? Thì chúng ta sẽ chụp cái tractography này. Thì chúng ta chụp công việc phát tán lên, sau đó chúng ta sử dụng các phần mềm để chúng ta tái tạo. Chúng ta đặt một cái roi ở phía trên thì hồi trường trung tâm, chúng ta đặt một cái roi ở phía dưới cầu não, chúng ta tái tạo các cái bọ sợi nối hai cái roi này. Thì đây là một bệnh nhân tôi làm cũng cách đây cũng 10 năm rồi. Cái này có nhiều cái kỹ thuật tên này, kỹ thuật FACT, kỹ thuật này kỹ thuật probability map. Thì cả hai kỹ thuật nó đều cho chúng ta thấy cái bọ sợi chất trắng nó bị cái u nó đẩy lệch như này. Thì cái này được tích hợp vào trong cái hệ thống phẫu thuật của phẫu thuật viên ấy. Khi người ta mổ, người ta lên phược lược đồ phẫu thuật, người ta sẽ cắt vào cái bọ sợi chất trắng này. Một cái tiến bộ gần đây nhất của cộng từ tractography đấy là người ta giới thiệu cái gọi là fixed cell based analysis. Thì như cái phần trước của tractography là người ta tính cái độ phát tán của nước trong từng voxel. Thì bây giờ là người ta với cái thuật toán mới này là người ta tính cho cả một cái bọ sợi luôn. Thì với một cái bọ sợi thân kính bình thường thì nó sẽ có nhiều sợi như thế này. Khi nó xảy ra các cái tổn thương thì có nhiều trường hợp xảy ra, hoặc là nó téo cái bọ sợi thân kính đi. Ví dụ như một cái tổn thương như đấy mang tính nó làm cái bọ sợi chất trắng nó téo lại, thì cái này chúng ta có thể đo được. Hoặc nó làm giảm cái mật độ của bọ sợi, hoặc là giảm cái density, thì lúc đấy chúng ta có thể phát hiện ra. Thì khi mà một cái quá trình mang tính mà nó xảy ra nhiều nữa thì nó vừa giảm cả mật độ, vừa giảm cả cái đường kính của bọ sợi. Thì với các cái thuật toán mới thì chúng ta có thể phát hiện ra được những cái thay đổi bất thường như này, thì gọi là cái fixed cell based analysis. Thì ngày nay được giới thiệu đầu tiên vào năm 2017, và đây là một cái chủ đề hot của cái tractography. Thì đây là một cái công trình nghiên cứu tôi mới của nhóm chẩn đoán ảnh Huế mới làm, kết hợp với nhóm của Đài Loan. Chúng ta thấy ở đây sử dụng cái fixed cell based, chúng ta có thể phát hiện ra những cái thay đổi của các cái bọ sợi chất trắng. Trong trường hợp này để ứng dụng
trong bệnh nhân Parkinson và so sánh nó với các cái bệnh Parkinson không điển hình, chúng ta gọi là atypical Parkinsonism, thì có hai cái nhóm chính là nhóm progressive supranuclear palsy gọi là liệt tế nhân tiền tuyến, hoặc là cái nhóm thứ hai là nhóm MSA gọi là multiple system atrophy gọi là teo đa hệ thống. Thì fixed cell based analysis này nó có thể giúp chúng ta phân biệt được đâu là cái tổn thương do Parkinson, đâu là tổn thương do các cái bệnh lý Parkinson không điển hình. Ví dụ như trong cái trường hợp MSA, chúng ta thấy cái tổn thương đó liên quan chủ yếu ở cái phần thân của thể, phần gối của thể chai này này, rồi một số cái tổn thương khác của các cái bộ sợi chính, bộ vỏ não thì gai. Một cái tiếp theo của cái MRI của cộng tư đấy là cái MRI perfusion. Thì MRI perfusion thì nó cũng tương tự như CT perfusion và nó cho chúng ta các cái thông tin về khuếch tán, về cái tưới máu của tổn thương nào, cùng CBF, CBV, MTT vân vân. Thì cộng tư khuếch, cộng tư tưới máu cũng tương tự như cộng CT tưới máu vậy, nó có thể cho chúng ta đánh giá được cái gọi là cái tưới máu hay là cái tăng sinh mạch của tổn thương, và những cái thông tin này nó có thể giúp chúng ta phân biệt u lành tính hay ác tính và giúp chúng ta theo dõi dọc. Thì với những cái u mà nó có cái mức độ tưới máu cao thì cái khả năng ác tính hoặc là khả năng chuyển ác tính nó sẽ cao. Đây là ví dụ của một cái tổn thương u ở baseline, thì chúng ta thấy tổn thương nó ngầm thuộc không mạnh lắm, phù nề không nhiều, nhưng mà cộng tư tưới máu cho thấy nó có tăng tưới máu. Thì mặc dù cái hình thái ấy, thì nó có vẻ là độ ác tính thấp, nhưng mà nó tăng tưới máu như thế này thì rất là nguy hiểm. Và sau đó 6 tháng sau chúng ta theo dõi chụp lại thì chúng thấy bắt đầu cái u này nó tiến triển ác tính, nó bắt đầu ngầm thuộc mạnh, tăng kích thước và phù nề nhiều hơn. Thì cái cộng tư khuếch tán, cộng tư tưới máu này nó có thể cho chúng ta các thông tin rất là sớm về cái mức độ tăng sinh mạch của tổn thương và nó dự báo cái khả năng tiến triển của tổn thương. Cái tiếp theo của cộng tư mà chúng ta phải nhắc đến trong cái chẩn đoán u nào đấy là cái spectroscopy, cộng tư phổi. Thì khác với những cái hình ảnh cộng tư bình thường, cộng tư phổ thì chúng ta sẽ có một cái phổ. Nếu như bạn nào không quen đọc cộng tư thì thấy cái phổ nó rất là rối rắm, nhiều khi chúng ta không nhớ được là nó các cái phổ này nó ở các cái đỉnh phổ này nó là ở cái vị trí nào nữa. Nhưng mà trong các cái máy cộng tư thì luôn luôn nó có các cái reference cho chúng ta so sánh, chúng ta biết được đâu là cái đỉnh của NAA, đâu là đỉnh của lactate, đâu là đỉnh của choline hoặc creatine. Thì cộng tư phổ nó được ứng dụng trong nghiên cứu nào từ rất sớm, từ những năm 1980. Thì chúng ta biết rằng những cái u nào thì thường nó sẽ tăng choline. Thì choline là cái marker của mang tế bào. Thì khi nó có tăng sinh tế bào, tăng kiến tạo tế bào thì chúng ta sẽ thấy choline nó tăng. Và cái tỷ choline và cái creatinine nó sẽ tăng. Creatinine là cái marker của cái dự trữ năng lượng của tế bào, và thường creatinine nó hằng định, và người ta sử dụng creatinine để so sánh với các tỷ khác. Còn trong cả cái tổn thương nào nói chung thì nó có phá hủy cái nhu mô nào, và kết quả chúng ta sẽ thấy NAA nó giảm. NAA là cái marker của neuron. Thì khi nào có tổn thương neuron, có tổn thương nhu mô nào thì chúng ta sẽ có NAA giảm. Lactate thì là marker của chuyển hóa kỳ khí, nếu có nhồi máu thì đấy là lactate nó sẽ tăng. Trong một số u mà có cái chuyển hóa cao, ví dụ GBM chẳng hạn, thì nó cũng có thể có tăng lactate. Lipid là marker của cái hoại tử tế bào, thì những cái u nào mà nó có hoại tử thì nó sẽ tăng lipid, hoặc là những cái tổn thương hoại tử sau xạ trị thì nó cũng tăng lipid. Chúng ta có thể sử dụng các cái thông tin này để chúng ta chẩn đoán, phân biệt được các cái tổn thương. Ví dụ cộng tư phổ có thể dùng để phân biệt được u hoặc là không u. Thì u thì thường là sẽ tăng choline,
Nếu như một cái tổn thương nào đó mà nó không tăng colin thì có thể không phải là u. Tuy nhiên, một số cái tổn thương khác nó cũng có thể tăng colin. Ví dụ như những tổn thương viêm khỏi hóa myelin thì nó phá hủy tế bào và nó cũng gây tăng colin. Có thể sử dụng để phân biệt di căn với u nguyên phát. Thì di căn nó làm giảm NA, giảm cái tỷ NA và colin so với nhu mô não bình thường. Hoặc phân biệt được meningioma u màng não với gliom. Thì trong cái u màng não thì thường nó tăng alanin. Thì alanin chúng ta phải muốn thấy alanin chúng ta phải chụp TE ngắn. Thì trong cộng từ phô thì các anh chị có thể chọn chụp TE ngắn hoặc TE dài. Thì muốn thấy alanin thì phải chụp TE ngắn. Giống như một số chất khác kiểu myo-inositol chẳng hạn, chúng ta phải chụp TE ngắn. Trong oligodendroglioma thì chúng ta phải có tăng glutamate. Có thể sử dụng cộng từ phô để phân độ tổn thương. Ví dụ độ ác tính càng cao thì chúng ta thấy colin nó càng cao. Cái này thì dễ hiểu vì độ ác tính cao thì cái tăng sinh tế bào nó càng cao. Thì khi mà cái mức độ chuyển hóa tế bào, kiến tạo tế bào càng cao thì colin nó sẽ càng tăng. Myo-inositol tăng trong gliomat rất thấp và giảm ở rất cao. Lipid thì nó tăng ở các cái u hoại tử. Tuy nhiên, một khuyến cáo cho thấy là cho đến thời điểm hôm nay thì cộng từ phổ nó vẫn chưa thay thế được thì giải phẫu bệnh học. Nó cung cấp cho chúng ta một số cái thông tin về cái chuyển hóa của u, giúp chúng ta phân biệt được một số cái tổn thương, nhưng nó vẫn không thay thế được cái giải phẫu bệnh học. Chúng ta vẫn cần cái bác sĩ giải phẫu bệnh. Đây là cái bảng liệt kê các cái chất chuyển hóa sử dụng trong cộng từ phổ mà các anh chị có thể sử dụng. Cái cuối cùng của cái cộng từ, thời gian nó cũng khá dài rồi, xin đi vào cái phần cuối cùng để cộng từ chức năng. Quá như là cái bước phát triển mới nhất của cái cộng từ. Cái cộng từ chức năng là nó giúp chúng ta đánh giá các cái hoạt động của tế bào nào. Thì những cái nghiên cứu đầu tiên được công bố vào năm 1999, sau đấy thì rất nhiều cái ứng dụng. Thì cái nguyên lý của nó rất đơn giản. Cái nguyên lý nó đã được ông Angelo Mosso đưa ra từ những năm 1900. Thì cái nguyên lý nó rất đơn giản. Khi mà não bộ nó hoạt động á, thì máu nó sẽ tăng cái lượng máu lên não. Còn khi mà cái não ở mức độ nghỉ ngơi thì sẽ giảm cái lượng máu lên não. Thì ông này ông thiết kế cái hệ thống cân bằng thế này cho một cái người thí nghiệm nằm lên, sau đó cho họ suy nghĩ, bắt họ suy nghĩ làm các phép tính như đây. Thì ông nói rằng là lượng máu nó sẽ tăng lên não ở chỗ này, nó sẽ nghiêng như thế này. Còn khi cho bệnh nhân nghỉ ngơi, não ít làm việc thì máu ít lên não, thì lúc đấy thì cản cân nữa là nghiêng về phía bên này. Thì cái khái niệm này thì nó là khá là sơ đẳng, nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta biết rằng chúng ta có thể đánh giá được cái cấu trúc này, đo được cái hiện tượng này đến cái cộng hưởng từ. Thì cộng từ chức năng nó sử dụng cái kỹ thuật Bone và là Blood Oxygenation Level Dependent. Thì cái này được ông cái nhóm của Ogawa giới thiệu năm 1990. Thì cái nguyên lý của nó rất đơn giản, là nó cho thấy là cái nồng độ oxy của máu á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái cường độ tín hiệu của cái mạch máu hay của cái nhu mô não. Kể cả cái máu động mạch mà chứa nhiều oxy thì tín hiệu nó sẽ cao, còn cái máu tĩnh mạch mà nó chứa ít oxy thì nó sẽ giảm tín hiệu. Kết quả chúng ta thấy các cái đường đen đen như thế này. Thì trong cộng từ chức năng thì khi chúng ta chụp là chúng ta bệnh nhân làm các cái test, ví dụ về ngôn ngữ thì chúng ta cho họ làm các test về ngôn ngữ, ví dụ như test đặt tên chẳng hạn. Bệnh nhân đang chụp cộng từ vậy, chúng ta yêu cầu chúng ta chiếu các cái hình ảnh, ví dụ hình ảnh quả bóng, hình ảnh con chim, hình ảnh quả bánh mì, ổ bánh mì, và yêu cầu bệnh nhân phải tìm các cái động từ liên quan đến các cái hình chúng ta chiếu, cái danh từ như thế. Thì cái mục đích là bắt cái bệnh nhân phải, cái não bộ bệnh nhân phải hoạt động nên chúng ta sẽ đánh giá được cái mức độ thay đổi tưới máu của khí thì nhu mô nào.
hoặc là trong cái cụm từ chức năng mà đánh giá cái vận động thì chúng ta cho bệnh nhân cử động thì bàn tay hoặc là cử động cái chân, thì lúc đấy khi mà cái vỏ nào chi phối cho hoạt động đấy nó tăng hoạt động lên thì máu nó sẽ tăng lên, máu nó tự do cái vùng này nó tăng lên, nó kết quả cái tín hiệu cái vùng đấy nó sẽ tăng cao. Cái hiện tượng mà khi mà não bộ nó tăng hoạt động nó dẫn đến cái tăng tín hiệu trên cụm từ chức năng chúng ta gọi là neurovascular coupling. Thì ở đây là trường hợp bình thường, trong trạng thái bình thường thì tự bảo bình thường. Bây giờ chúng ta bắt bệnh nhân phải suy nghĩ hoặc hoạt động như đây thì neuron nó tăng hoạt động thì nó sẽ kéo theo là tăng tưới máu để cung cấp nhiều năng lượng hơn cho neuron. Nó tăng tưới máu lên thì lúc đấy tín hiệu nó cụm từ nó sẽ tăng lên. Rồi để khi cho bệnh nhân nghỉ không suy nghĩ nữa thì tưới máu nó sẽ giảm xuống lại. Rồi tương tự như thế, chúng ta bắt bệnh nhân hoạt động lại, suy nghĩ lại thì máu nó lại tăng lên như thế. Thì cứ chu kỳ lặp đi lặp lại như thế. Sau đấy chúng ta phân tích ra, chúng ta biết được cái phần nhu mô nào đấy tăng hoạt động hơn so với cái tế bào nào xung quanh. Thì khi chụp cộng tư chức năng thì nó bắt buộc nó phải có cái sự phối hợp của bệnh nhân. Ví dụ như đây là cái paradigm để chụp cái cộng tư chức năng của ngón tay. Chúng ta cứ bắt bệnh nhân cử động ngón tay như thế theo từng block. Ví dụ cử động 15 giây, nghỉ 15 giây, rồi cử động 15 giây, rồi nghỉ 15 giây. Và sau đấy trong quá trình này chúng ta chụp cộng tư, rồi sau đấy chúng ta dùng phần mềm xử lý, có rất nhiều cái phần mềm hậu xử lý cho cái này. Và sau đấy chúng ta máy nó sẽ tính toán và nó sẽ cho chúng ta biết cái vùng nào nó chi phối cho hoạt động này. Hay nói cách khác là khi mà bệnh nhân thực hiện hoạt động này thì cái vùng nào nó tăng tín hiệu lên. Thì chúng ta biết cái vùng nào này nó phí chi phối cho cái hoạt động vận động này. Thì đây là cái nguyên lý của cụm từ chức năng. Vậy thì cụm từ chức năng được ứng dụng trong thần kinh như thế nào? Thì rất là nhiều. Chúng ta có thể sử dụng cụm từ chức năng để đánh giá cái vùng nào cho ngôn ngữ, hoặc là cho cảm xúc, cho cảm giác, hoặc cho vận động như thôi chúng ta giới thiệu. Và cụm từ chức năng đã được ứng dụng trong lâm sàng thường quy rất nhiều ở các cái trung tâm phẫu thuật thần kinh lớn. Thì với các bệnh nhân u nào mà được phẫu thuật người ta cho chụp cái cụm từ chức năng này. Thì đây là một bệnh nhân thực tế mà tôi làm cũng hơn 10 năm rồi. Thì bệnh nhân có một cái u nào ở đây, cái bán cầu thùy tráng đỉnh bên trái này, tổn thương thâm nhiễm giới hạn không rõ và nó liên quan đến cái vùng vận động của não hồi trước trung tâm. Vậy thì phẫu thuật viên họ sợ là khi mà người ta phẫu thuật vào, người ta cắt luôn thì hồi trước trung tâm thì bệnh nhân sẽ bị liệt, và họ yêu cầu là chụp cụm từ chức năng để đánh giá xem thử cái vùng nào là nó chi phối cho cái hoạt động của cái bàn tay. Thì cái bàn tay là cái quan trọng nhất. Thì chụp cụm từ chức năng lên thì chúng ta thấy cái vùng nào này là cái vùng chi phối cho cái vận động của bàn tay. Và lúc đấy phẫu thuật viên họ sẽ cân nhắc, họ sẽ ra cái lược đồ phẫu thuật làm sao để bảo tồn tối đa cái vùng nào chức năng này. Hoặc một bệnh nhân khác tương tự như thế, nhưng trường hợp này là một cái u rạch cao, rạch 3. Và chúng ta biết rằng cái u rạch 3 thì nó thâm nhiễm, nó không xô đầy một cách đơn thuần mà nó thâm nhiễm xung quanh. Và khi chúng ta chụp cụm từ chức năng lên thì chúng ta thấy cái vùng nào chi phối cho cái vận động này nó bị bao bọc, cái u nó bao bọc lại. Và như vậy khi phẫu thuật viên họ nhìn thấy thế này, họ phải biết nếu như họ vào họ cắt toàn bộ khối u này thì cái nguy cơ bệnh nhân bị liệt sau mổ sẽ rất là cao. Thì họ sẽ cân nhắc cái lược đồ phẫu thuật và họ sẽ giải thích với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về những cái tai biến có thể xảy ra sau phẫu thuật. Thì cái thông tin này nó rất bổ ích dành cho phẫu thuật viên cũng như cho bệnh nhân. Thì như cũng quá giờ rồi, tôi đã nói hơn một tiếng đồng hồ. Tóm tắt lại thì như thế này, đối với sự phát triển của chẩn đoán nặng thì chúng ta đã dịch chuyển từ cái hình thái học đơn thuần, nghĩa là qua cái cấu trúc nhu mô nào như thế nào, cái tổn thương u nó như thế nào, sang hình thái và sinh học, là chúng ta bắt đầu đánh giá được những cái thay đổi, ví dụ như về thì tưới máu, thì tăng sinh mạch của khối u, hay là các cái chuyển hóa của u thông qua cụm từ khuếch tán hay cụm từ phổ, hoặc đánh giá được cái chức năng hoạt động của não bộ thông qua cụm từ chức năng.
Thì những cái kiến thức mà chúng ta biết được ngày hôm nay nó bắt nguồn từ những cái nghiên cứu rất sớm từ những năm trước đây, và từ những năm 1940-50, những các thông số về hình thành tưới máu ở trên chụp mặt đơn thuần đã giúp chúng ta biết được những cái thông tin này. Và sau này về sự phát triển của các loại vi tính cộng từ thì chúng ta càng hiểu rõ hơn cái hoạt động của não bộ cũng như cái đặc tính của các cái tổn thương u, đặc biệt là các cái tổn thương thần kinh, đặc biệt là các u não. Sự phát triển của cộng hưởng từ, đặc biệt là kỹ thuật cộng từ chức năng như là khuếch tán ETI, cộng từ phổ, cộng từ chức năng đã đánh dấu được một cái bước phát triển mới trong hiểu biết của chúng ta về não bộ cũng như về các cái bệnh lý của thần kinh. Mặc dù là có những cái phát triển vượt bậc về hình ảnh học, tuy nhiên thì sự hiểu biết của chúng ta về não bộ nó vẫn còn hạn chế, và đấy là cái cơ hội cho chúng ta vẫn còn nhiều điều để nghiên cứu và để khám phá, đặc biệt là cái ứng dụng các cái kỹ thuật chẩn đoán mới như là cộng từ phổ, cộng từ chức năng hoặc là các loại vi tính phổ, các loại vi tính năng lượng trong chẩn đoán các cái bệnh lý của não, thì vẫn còn nhiều cái để mà chúng ta nghiên cứu. Thì rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn, và chúc các bạn có một cái tuần nghỉ lễ dài. Xin cảm ơn. Chắc là xin chuyển lại cho anh Nhân ạ. Dạ. Rất cảm ơn tiến sĩ Thảo vì một cái bài chia sẻ là thực sự là rất là đầy đủ về CT cộng từ X-ray, cả về ứng dụng, về lịch sử hình thành, và gần như là nó đã xuyên suốt cả một cái quá trình phát triển của cái chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là CT hoặc là MRI nó riêng. Thì đây thực ra thì riêng cá nhân của em thì vẫn thấy rằng đây là một cái báo cáo, là một cái chia sẻ mà nó mang tính chất gọi là định hướng và cho chúng ta có một cái nhìn rất là đầy đủ về cộng từ. Thì trong khi đó thì vẫn đi kèm với đó là những cái chia sẻ riêng và gọi là những cái tip riêng để chúng ta phân biệt trong cái công việc như là các loại u vân vân. Thì trong khi mọi người đang đợi để mà anh tiến sĩ Thảo sẽ đọc qua các cái câu hỏi, thì tiếp theo đây thì GE thì là đại diện có Thúc Nhân và Vũ cũng sẽ chia sẻ đến các bác sĩ và anh chị em kỹ thuật viên một vài cái thông tin ngắn về những cái ứng dụng của cộng từ và CT mới mà hiện nay GE cũng đang muốn thực hiện ở tại Việt Nam này, đã và đang làm rồi, thì để cho mọi người có thêm một vài thông tin nữa và có thể là biết đâu chúng ta lại cùng nhau lại làm những cái nghiên cứu mới nhiều hơn. Giống như anh Thảo cũng đã nói thì là thực ra thì khoa học phát triển rất nhiều, nhưng mà chúng ta còn biết cũng rất là ít, và còn rất là nhiều cái cơ hội để chúng ta tiếp tục nghiên cứu và khám phá thêm nữa. Và nối tiếp đây sẽ là...